Lần thứ hai, thành phố Vinh thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, qua quan sát, lưu lượng người dân ra ngoài đường vẫn còn khá nhiều. Điều này cho thấy người dân vẫn còn chủ quan trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ghi nhận vào chiều tối 17 tháng 8, tại các trục đường chính của thành phố Vinh, lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn tương đối đông. Trước tình hình đó, Công an thành phố Vinh đã tập trung ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm túc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết. Qua hơn 1 giờ đồng hồ tuyên truyền nhắc nhở, nhiều người dân ra đường trình bày nhiều lý do khác nhau. Công an thành phố đã nhắc nhở, đồng thời khuyến cáo những ngày sau nếu ra đường mà không có lý do chính đáng, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử phạt. Thời điểm kiểm tra trong chiều tối 17 tháng 8 tại khu vực chợ Hưng Dũng, tổ công tác của Công an thành phố Vinh đã xử phạt hành chính một trường hợp vi phạm nghị định 117/2020 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế. Thông tin liên quan, hôm nay ngày 18 tháng 8, cả 25 phường xã trên địa bàn thành phố Vinh sẽ lập chốt kiểm tra người đi lại trên đường. Các chốt này sẽ thay đổi địa điểm theo giờ để kiểm tra được đồng bộ các tuyến đường, các phường xã, xử phạt nghiêm những trường hợp ra đường không có lý do trong mùa dịch, vi phạm chỉ thị 16.